Kính bạch thầy, con có một câu hỏi này là có lẽ một nửa liên quan đến giáo pháp và thầy đang chỉ dạy, và một nửa nó liên quan đến câu hỏi của bác hồi nãy, cũng như là có một phần liên quan lại tới cái phần mà con coi trong kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu. Thì nói chung là chúng ta tìm, tức là câu bác hồi nãy hỏi con không lặp lại, nhưng mà đại lại cái câu hỏi con là như vậy: thật ra chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta tìm cái gì? Mà đạo Phật đã nói là cụ thể thì thực không có thời gian đến để mà thấy. Tất nhiên những cái chuyện mà đẩy bệnh như hồi nãy thầy giảng, đó là thầy đã từng nói những lời cứu lửa tạm thời chữa cháy, nhưng cái gốc vẫn phải là nằm ở cái chỗ giữ giới của bác chánh đạo, cũng như là trong Trung Bộ cũng đã từng có những câu mà có những tỳ kheo tới hỏi chuyện này chuyện kia, cõi trời ta cái thì Đức Phật không trả lời, mà trả lời cụ thể để mà cái phương pháp để mình khỏi ngăn ngã chị đáp, tức là những cái chuyện xảy ra trong nhà mình, hàng xóm, trong cơ quan mình làm việc, mà thay vì mình sân si mình đấu đá nha, thì bằng cái người Phật tử, tức là Đức Phật dạy những cái phương pháp cụ thể, chứ không có dạy chẳng hạn như mình hỏi nhiều câu rộng. Không phải là Đức Phật có tâm minh là sợ những chuyện đó, Ngài đã có tâm minh là Ngài biết rất rõ, nhưng mà cái thời gian của chúng ta đến đây giống như anh này nói, là mình tìm cái phương pháp để mà mình khắc phục được cái tâm tham ưu của mình, bản thân mình cũng khổ mà ảnh hưởng ngay cuộc đời. Thì con nghĩ rằng con có cái câu hỏi như vậy là để là con được nghe lại trưởng lão dạy những cái mà thiết thực cụ thể. Còn những cái mà chẳng hạn như cái cõi giới thì một mặt mình nghiên cứu, cũng như là hồi nãy thầy trưởng lão trả lời cụ thể là có hộ khẩu, tức là mình hiểu chẳng hạn như ông Cồ Đàm là rõ ràng là ta con của Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, tức là cụ thể tên gì, quốc độ nào, phương nào, xã nào, ấp nào. Còn nếu mà đã hư cấu thì con xin thầy là trả lời ngắn gọn hư cấu, để mà không mất thời gian chẳng hạn, vì pháp của Phật là nó quý lắm, và nếu như mình rơi vào nhiều cái nó xa rời thực tế, chẳng hạn như bây giờ thầy chỉ liền là đó, giữ giới cụ thể là ăn chay như vậy như vậy, có thiết thực là đầu tiên là chúng sinh nó không có con gà, nó không quan quát đó, chứ bây giờ mình lại hỏi những câu mà nó bị nó lạc đề, mà trong khi nó không thiết thực vào đời sống, thì con thấy là nó phí thời gian của Đức Trưởng Lão, phí thời gian của những người tầm đạo. Thì con có câu hỏi để mà được nhận những cái thiết thực, sự thật ra thì Phật pháp thì nó như thật rồi, không có cái gì mênh mông hết, hoàn toàn là như thầy muốn xác định hồi nãy đó, là vì Đức Phật Thích Ca chỉ có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta là con một cái người người Ấn Độ, con một ông vị vua ở bên Ấn Độ, nó thật sự nó có. Còn như Đức Quan Âm hoặc này kia đó là do chúng ta tưởng tượng ra thôi, và Đức Phật Di Đà hay Dược Sư đều là do tưởng tượng của những nhà văn như hồi nãy thầy nói. Cho nên đó là những cái mà do mà chúng ta thấy nó có những hiệu quả như vậy đó. Thầy nói từ cái chỗ mà lòng tin của chúng ta cỡ sức, mà kinh sách này mà không ai tin thì nó không có hiệu quả đâu. Mà chính lòng tin của chúng ta nó mới có thấy cái hiệu quả. Cho nên rõ ràng là những cái điều kiện vì cái lòng tin, tức là cái tưởng lực của chúng ta, nó tin tưởng mà, nó mạnh lắm. Bởi vì trong ngũ lực của Đạo Phật nó có 5 cái lực, là tính lực là hàng đầu. Mà có siêng năng thì chúng ta mới làm những cái việc đó, mà không có lòng tin thì chúng ta không siêng năng. Bởi vì tấn lực là nó phải đi sau cái tính lực, mà lòng tin do đó chúng ta tin cái cuốn kinh này, cho nên 4 năm con đã làm được cái điều đó, là phải là tinh tấn chứ sao. Nhưng mà ai làm? Nếu mà con không làm, con không tin, con không làm thì cái điều này nó không đến với con đâu. Nhưng mà cái lòng tin đó đó, nó mới giải quyết được cái nhân quả của chúng ta. Nó giải quyết được cái nhân quả. Cho nên thầy nói chỉ cái lòng tin chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng bây giờ cái đầu thì nhức nè, thọ là vô thường, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu, mắt mày ngày mai mày phải hết. Thầy chỉ tin như vậy nó cũng đủ hết nhức đầu thầy rồi. Con hiểu không? Bởi vì cái lòng tin của thầy mà, thì tin như vậy thầy đâu có sợ nó đâu. Còn con bây giờ con không tin, cho nên vậy con sợ này kia nọ. Bây giờ được cái cuốn kinh này con tin quá, thì cho thầy chỉ nó là lòng tin của con, nó cứu con, chứ đâu phải là kinh này cứu con, đâu phải là Đức Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm là chỉ qua là cái hình ảnh, cái chỉ qua cái sự việc để tạo cho mình thành cái lòng tin. Con hiểu không? Cái lòng tin, chứ còn đâu phải cái người này mà phù hộ con. Thôi thầy nói như vậy đủ biết rồi.
từ ở trong người chúng ta nó đủ cái sức lực để nó chuyển hóa được cái đau khổ của chúng ta. Vì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta làm ra. Bây giờ đi ăn trộm mà lại phải Quan Âm để phù hộ cho tôi đừng bị ở tù thì cái điều là vô lý. Xã hội này còn gì, mấy con thấy không? Nếu mà có Đức Phật cứ phù hộ như vậy thì cái xã hội này loạn hết rồi. Mình phải suy tư, mình phải có trí tuệ, mình biết rằng không có một người nào phù hộ mà chính cái nhân quả của mình. Mà mình tin cái này, mình làm giới lực, mình giữ gìn giới lực, nó thanh tịnh thì nó phải chuyển hóa, nó phải thay đổi cái sự cái bệnh tật của mình, nó phải hết chứ sao. Đó là lòng tin của mình. Tại mình xác định như vậy thì mình thấy rất rõ ràng, ở nơi mình rồi chứ không ai. Bởi vì nhân quả mình tin như vậy, mình mới làm như vậy mà nó thành tựu. Chứ không phải mình cứ nghĩ tưởng là Đức Phật Quan Âm phù hộ nè, hoặc là nghiệp sư này phù hộ nè. Sự thật đó, mấy người này có ở đâu phù hộ? Nó không có. Bởi vì khi mà người ta tu rồi đó, người ta mới dùng cái sức tâm minh, dùng cái phi không gian và thời gian, người ta đi tìm linh hồn thì không có. Người ta tìm thần thánh cũng không có. Đâu phải ông Phật ông muốn nói đại sao? Cũng như thầy nó đâu phải muốn nói đại đâu. Bằng cách là mình phải chứng minh, mình phải thấy cái thật. Nhưng mà vì tiếc rằng chúng sanh ở trong cái ý thức không thể nhìn suốt qua được cái không gian và thời gian, cho nên làm sao biết có linh hồn hay không có linh hồn. Một mình Đức Phật nói chưa đủ, đến khi thầy nói ra cũng chưa đủ. Vậy về đây, từ đây về sau, cái tư tưởng mà truyền thống những cái này, cái mê tín cái dị đoan này, có linh hồn, có thế giới siêu hình, có thần, có thánh, có Bồ Tát Quan Âm, có Phật Di Đà, tất cả những cái này nó truyền thừa, nó ăn sâu vào ở trong đầu óc của chúng ta. Bây giờ xả bỏ quá khó khăn, quá khó khăn. Nó biến ra chúng ta cực khổ vô cùng, nhưng mà thành tựu được là do cái tính lực của chúng ta, chứ đâu phải là những người đó.